Hi, xin chào cả nhà đã đến với kênh Kim Tiền và Sương Thượng Mini. Thì hôm nay sẵn cái cây dâu nó bị bệnh hết á, thì mọi người hay hỏi đó là như thế nào mới biết là cây dâu bị hết bệnh bọ chỉ. Thì thật ra nó đơn giản lắm đó nha. Đám dâu của em bữa nay em chuyển vườn nên nó tàn hoa, nên mọi người nhìn rõ thôi, để thấy cây em quay cho mọi người xem thôi. Thì cây bị bọ chỉ thì thường nó đen lá như này cả nhà. Cái này là cái hiện tượng bị khi nhẹ và em phun thuốc rồi nha, phun thuốc trị bọ chỉ rồi. Vậy khi nào mà biết nó hết? Đây mọi người nhìn vô cái lá non này nè, đây lá non đó, lá non có màu xanh và cái cọng nó còn không có đen nữa là hết rồi. Hết thì là dừng phun thuốc, không có hết là các bạn cứ định kỳ phun ngừa, cứ phun nha cả nhà. Đây lá non giờ hết thì được, quả nó không bị đeo nè, nhưng mà cây này thiếu phân luôn, thiếu phân nhưng vẫn còn vẫn có hoa quả nè. Nó dấu hiệu mà để nhìn biết hết bọ chỉ đó là lá non ra mới, không bị đen cọng lá, không bị đen lá, lá cũ nó đã bị đen như thế này rồi thì là chịu đó nha. Cây đã bị cái vết rồi thì chịu, nhưng mà khi nhẹ em thấy là em đã phun thuốc trị cho nó hết mấy lần là nó hết, thì lá non ra nghĩa là hết rồi cả nhà. Chứ không phải là hết bọ chỉ là cái lá bị rồi nó hết đâu. Lá nào bị rồi thì nó còn vết của cái lá đó. Cái này là trường hợp nhẹ thôi. Thì các bạn muốn lá nó đẹp thì cứ trừ cái lá đầu tiên nhận biết hết này, thì cứ sau đó cứ lên một cái lá thì bạn ngắt bỏ một cái lá cũ, vậy là xong. Thì sau tầm khoảng 2-3 tuần nữa đó thì cây nó sẽ tự nhiên đẹp lên thôi cả nhà, chứ không có gì hết. Vậy là được thôi à. Rồi đó là cái dấu hiệu nhìn cái cây hết bị hết bọ chỉ đó, thì cả nhà để theo dõi nhé, để biết được là cây của mình có hết bọ chỉ hay là chưa. Đơn giản như vậy thôi chứ không có gì khó đâu. Rồi em xin chào cả nhà, em video đây rồi.